Thăng Long Hà Nội xưa là trung tâm giao lưu văn hóa lớn của cả nước, nơi hội tụ của dân bách nghệ suốt nhiều thế kỷ. Nơi đây đã thu nạp nhiều nền văn hóa để làm đẹp thêm giá trị cho riêng mình. Trải qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, Hà Nội vẫn luôn giữ những nét độc đáo và không ngừng bồi đắp để hòa mình vào thời đại. Học chuyên ngành thiết kế ở Nhật Bản từ năm 2013, nhà thiết kế Nguyễn Duy Linh đã bị nghệ thuật cắt giấy Kirigami mê hoặc. Từ đó, anh đã gắn bó với nó đến tận ngày nay. Khi trở về nước, anh đã áp dụng những kỹ thuật từ loại hình nghệ thuật này để tạo ra những chiếc đèn giấy mang đậm phong cách Việt Nam. Khi học ở trường thiết kế của Nhật thì mình đã được học và được áp dụng rất nhiều các công nghệ mới trong cái vấn đề thiết kế của Nhật. Và từ đó thì mình tự đặt câu hỏi với bản thân là tại sao mình lại không áp dụng cái công nghệ hay là những cái nghệ thuật của Nhật đấy vào trong cái thiết kế của Việt Nam. Và từ đó thì mình đã nảy sinh ra ý tưởng là làm ra chiếc đèn giấy nghệ thuật. Và qua quá trình tìm tòi là mình đã áp dụng được cái văn hóa cũng như là các cái lịch sử của Việt Nam vào trong những cái thiết kế chiếc đèn giấy này. Kirigami là loại hình nghệ thuật độc đáo của Nhật Bản. Trong ngôn ngữ Nhật thì kiri có nghĩa là cắt và gami có nghĩa là giấy. Nghệ thuật này được cho là xuất hiện lần đầu tiên trong các đền chùa Nhật Bản như một cách thể hiện lòng thành kính trước các vị thần. Đến khoảng thế kỷ thứ 17, Kirigami được biết đến rộng rãi khắp châu Á và đến nửa cuối thế kỷ 20, nó được biết đến trên toàn thế giới. Để làm ra một chiếc đèn giấy, có lẽ công việc khó khăn nhất là xây dựng ý tưởng, chủ đề. Dựa trên những tích truyện dân gian Việt Nam, nhà thiết kế Nguyễn Duy Linh luôn tìm cách thể hiện bằng những hình ảnh thân thuộc, gợi nhớ cho người xem. Mẫu thiết kế sẽ được chỉnh sửa trên máy tính cho cân xứng hài hòa. Mỗi một lớp giấy được tạo hình là một chi tiết quan trọng. Chúng không rời rạc mà có sự thống nhất với nhau. Thank you.